Theo một số thành viên hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với hai dự án thủy điện Đồng Nai 6, 6A, báo cáo lần thứ 3 về cơ bản vẫn không khác gì nhiều so với các báo cáo trước đó khi chất lượng đánh giá tác động môi trường vẫn không đạt. Nhiều vấn đề chính gây ảnh hưởng lớn đến môi trường sinh thái, tác động đến đời sống của người dân không được đề cập tới. Tổ chức Mạng lưới sông ngòi Việt Nam cho rằng, báo cáo đánh giá tác động môi trường lần thứ 2 đã không có bản đồ thể hiện tọa độ các điểm lấy mẫu. Nhóm thực hiện đã không thể hiện tuyến khảo sát, số lượng thu mẫu, thời gian điều tra và phương pháp phân tích. Ngoài ra, trong báo cáo cũng không xác định được sự suy giảm của các loài cá chịu tác động của thủy điện. Việc xây dựng hồ chứa lớn và đập thủy điện sẽ trực tiếp chia cắt con đường di cư của những cá thể nguy cấp và tác động nghiêm trọng này sẽ không thể nào phục hồi và đảo ngược được. Đây là một trong những nguy cơ mất mát lớn liên quan đến tính đa dạng sinh học của Vườn Quốc gia Cát Tiên, địa danh đang được UNESCO xem xét, công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Trong báo cáo tác động môi trường trước đó, chủ đầu tư dự án cho rằng việc bảo tồn thực vật rừng sẽ được thực hiện bằng cách trồng cây tại khu vực cấp đất tạm thời và làm giàu thêm các loài sống trong rừng. Tuy nhiên, trong những phần còn lại của báo cáo lại không có luận cứ nào cho thấy đã có vị trí diện tích đất dự trữ cho việc trồng lại rừng và cũng không có bản cam kết nào của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Cát Tiên và Ủy ban Nhân dân ba tỉnh quanh dự án để trồng lại rừng.